À, xin chào tất cả mọi người á. Hôm nay tiếp tục mình quay một số hàng cây Phú Tân á. Này lựa ra 5 cây cũng trội trong đám nè. Đồng giá có cây số 4 nè, giá 1 triệu 4 á. Còn mấy cây khác thì giá đồng giá là 1 triệu 2. Hoành 13, củ 22, cao 80, ngang 65 á. Cây này nó liền lạc á. Nhánh chân thấp. Phú Tân à, này là hàng trồng ở dưới đất bứng lên á, trồng 2 năm dưới đất bứng lên, lúc mà bứng lên thì rũ sạch cái chất trồng mà bằng đất á, thay bằng trấu sơ dừa với lại trộn theo khoảng chừng 10% thằng đất đất trong bầu của nó. Nên cây này nó nhẹ, với lại cái này về em ta trồng chậu á, sau này thì nó bền cây, nó không có bị cục đất, không có bị chai cứng, không có bị lèn đâu, xử lý hết rồi. Sau này về chúng ta muốn trồng xuống đất nữa thì cục rất là dễ đó, xử lý cục đất bên trong hết rồi. Phú Tân này thì hoa từ 8 cánh tới 18 cánh, nếu mà chăm tốt chăm sung thì hoa có thể đạt tới 18 cánh, bình thường thì 8 cánh 12 cánh là nhiều. Phú Tân này lá thon nhọn, độ chịu lạnh thì nó nở rất là đều, nở đồng đều. Phú Tân này giống này giống xưa vậy đó, làm ra cả chục năm trở lên này, chơi bền bấm đầu thì nhảy đó. Rồi này qua chi tiết từng cây anh em tham khảo. Giá 1 triệu 2 cây. Đây có cây siêu bông Sài Gòn, giá là 1 triệu rưỡi bao ship á. Cây này cây của clip lên, cây này là lấy bo, cây này lấy vài trăm bo luôn. Này nó bị có một cái lỗi ở đó trên cái đầu nè, đóng có một bo, một cái bên kia nó bị tuột xuống, cỡ tuột xuống tới đây, có một bên sống bên chết, phía bên kia thì nó sống, bên đây thì nó bị tuột da xuống. Giá rẻ cho anh em tham khảo, về có thể trồng đất hoặc là cắt bo ghép chơi tết thì ổn định. Báo coi nó bị tuột cái đầu chỗ này. Triệu rưỡi bao ship, cây này rất là bự, cao là 80, ngang là 1m, cỡ 1m2, hoành đây được là 19, củ là 40, nằm chậu là chậu 4 tấc lọt lòng. Siêu bông Sài Gòn, cây bự, 1 triệu rưỡi bao ship. Cái này là cắt chắc vài trăm bo luôn, 200-300 bo luôn, cây mập, nhánh mập mạnh khỏe sung tốt. Rồi vô cây Phú Tân cây Phú Tân số 1, hoành là 13, củ là 20, cao 75, ngang 65, giá 1 triệu 2 bao ship. Về này người ta thay ba chậu cỡ 3 tấc rưỡi. Cây Phú Tân số 1 1.200.000 bao ship. À, cái đường thân bên trên rất là đẹp, chỉ có hàng trồng đất mới được cái cốt cành như thế này ta, còn hàng trồng chậu là không có đủ chất ăn, nó không bao giờ nó bự, cốt cành nó bự như thế này được á. Với lại này sửa từ nhỏ cái thân nó mới lượng được cái này, chứ mà trồng mà thế lớn mới sửa là không bao giờ được như thế này, sửa lượng từ nhỏ cây liền lạc á. Rồi, Phú Tân số 1, giá 1.200.000 bao ship. Rồi, tiếp theo là cây Phú Tân số 2. Hoành là 12, củ là 23, cao 80, ngang 65. Này cái dưới dàng lế chân nó còn dưới nè. Rễ nó to to không à? Chỉ có trồng đất rễ nó mới to được cỡ này. Chứ trồng chậu đa phần nó ra rễ cám không à? Không có rễ bự như thế này được. Đó. Không rễ, bự bằng ngón tay luôn. Cây số 2. Cao 80, ngang là 65. Đường thân được sửa từ nhỏ. Đó.
phê số 2, giá là 1.200.000 bao ship. Phú Tân à. Phú Tân này thì khá rất là mạnh á. Sau Tết bom tàn, đôn tàn bấm nó nhảy dữ lắm. Hoa thì nó tròn, cánh tròn khích đẹp á. Cây số 2, 1.200.000 bao ship. Rồi, tiếp theo là cây số 3, Phú Tân à, nuôi tốt lá ra bự chán luôn á. Xanh đen bự luôn. Số 3, hoành là 12, cũ là 24, cao 80, ngang 65. Cái này đường thân rất là đẹp. Em ơi. À, thân nó giót lên à. Sửa lượng từ nhỏ. Cây số 3 giá là 1.200.000 bao ship à. Đường thân à, uyển chuyển. 1.200.000 bao ship. À, tiếp theo là cây số 4, Phú Tân số 4. À, cây này liền lạc hết luôn. Từ gốc đế thân cành. Hoành là 13, cũ là 22, cao 80, ngang 65. Thân bên trên nè, nó lượng rất là đẹp. À, đều hết trơn. Cây số 4, đế đấm à. Giá là 1.400.000 bao ship. Lá bự chán luôn. Phú Tân số 4, 1.400.000 bao ship. Này về ta hai cỡ 3 tấc rưỡi á, hoặc là 4 tấc cạn. Cây số 5 á, hoành là 13, cũ là 20, cao 75, ngang 65. Cây này cũng rất là đẹp. Chung ghép liền đầu hết rồi. Nó như cây nguyên thủy vậy. Mà cây nguyên thủy thì ta chỉ có được một cây nào cây ra cây đó, không có được cây thứ hai cây về cái mặt hoa. Còn cây ghép á, thì ghép thì giống nhau hết á. Em kiểu chôm chôm sầu riêng người ta ghép để cải thiện chất lượng trái. Còn mai ghép này ghép để cải thiện chất lượng hoa. Nói chung là mai nguyên thủy nó đẹp thì nó có đẹp riêng cái chứ, mà nó đẹp đồ đẹp nó không có đồng đều như mai ghép. Mai ghép thì nó nhiều khi có mấy nó không bằng mấy cây nguyên thủy đâu, ông đẹp thiệt nhưng mà nó có đồng độ đồng đều, giống nào thì ra giống đó, mặt hoa nào ra mặt hoa đó, đồng nhất nhau. Cây số 5 giá là 1.200.000 bao ship. Rồi, đây cây số 6 à, này cây phú cây si bông Sài Gòn á, giá 1.500.000 bao ship. Cái này thì 2 4, cái này ghép 6 bo à, ghép 5 à, mấy cái chột ghép nó muốn liền đậu trơn. 1.500.000 á, cái này lấy bo lấy cỡ 200-300 bo luôn. Nó bị cái lỗi chỗ này á, nó da nó bị tuột một bên đó, nhưng mà cái chậu ghép nó vẫn mạnh khỏe đó, bị tuột đầu. À, cây siêu bông Sài Gòn 1.500.000 bao ship đó, mấy cây Phú Tân mà ghép gốc tứ quý à. Đó, sau Tết bấm tàn cái đặt cứng cây luôn á. Xanh tốt, nhìn cây nuôi cây đã lắm. Độ phân chèo nó dữ lắm. Đó, cây Phú Tân gấp gốc tứ quý. Mấy cây siêu bông Sài Gòn gấp gốc tứ quý nè.
đây cũng hoa phân chèo biểu lắm á. Cái này à, mấy bữa trước quay hoành là 33, xích xuống dây đế là 40, cao 1m, ngang 1m, cũ là 80, nằm chậu 50 lọt lòng á, giá 12 triệu bao ship á. Chúng ta tham khảo. Còn rất nhiều cây siêu bông Sài Gòn á. Phần chèo rồi dữ lắm. Siêu bông Sài Gòn á, đen thui luôn á. Đó, mình có những cây siêu bông Sài Gòn nhỏ giá 250.000 cây bao ship. Cây lấy được cỡ 20 bo trở lên á. Lô siêu bông Sài Gòn thì còn khoảng cỡ 30 cây á. Nằm chậu 2 tấc lọt lòng. Hai trăm rưỡi ngàn cây bao ship á. Gốc thì cỡ ngón chân cái. Lấy được cỡ 20 bo. 30 cây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Cây mai vàng quá đã. Này như cây thông á. Giới thiệu này mà 5 cây Phú Tân. Thank you.